Hello, xin chào tất cả mọi người, lại là bún phở review đây. Bạn có nhận ra chiếc pet lắm lông cực kỳ đáng yêu này là loài gì không? Nhân một ngày mùa đông nắng ấm, anh chú đã tạo ra cho hai chú bé con nhà mình một hồ băng mát lạnh. Và bạn đã đoán đúng rồi đấy, đây chính là hai chú rái cá, một loài động vật cực kỳ cute phô mai que, vô tư và đáng yêu vô cùng. Lớp cỏ nhân tạo phía dưới cũng bị đông đá, đến mức mỗi bước đi của anh đều tạo ra tiếng động, nghe âm thanh mà nó mát lạnh đến tận tim gan. Trong khi hai chú bé này đang tỏ ra cực kỳ đói bụng, thôi thì oánh chén trước để lấy sức đùa giỡn nhé, anh đổ ra cho mỗi chú mỗi con cá. Trông chúng vui vẻ ăn uống ngon miệng chưa kìa, đúng món khoái khẩu nên chẳng ai bảo ai, cứ tập trung ăn uống no say trước đã. Khi cái bụng đã không còn đói nữa, một trong hai chú rái cá mới tò mò khám phá hồ băng trước mặt, nhưng đông đá như này thì sao mà bơi. Đã thế căng cơ bụng lại trùng cơ mắt, rái cá lim dim muốn đánh một giấc sau cơn no say, vì thế anh chú lại đành tác động vật lý để nại lớp băng này ra một chút. Anh ném viên đá vừa dỡ ra, ngay lập tức một chú bé đã tóm lấy nó, mắt lạnh thích thế nhỉ. Rái cá không nhịn được mà đùa giỡn. Lăn lê chán phía ngoài, một chú rái cá đột nhiên bỏ trốn vào nhà trước, khi anh chú phát hiện ra có vẻ chú ta lại muốn mang gì đó vào trong. Rái cá che giấu, làm gì có gì đâu, nhưng vẻ mặt lấm lét kia thì giấu được ai kia chứ, thì ra chú ta muốn mang một mảnh đá lạnh vào trong nhà, chắc là giấu kho báu đây mà. Nhưng như thế không được đâu nhé, cùng ra ngoài để tiếp tục chơi đùa nào, trông gương mặt chúng tròn xoe vô số tội, sao mà đáng yêu thế cơ chứ. Lại thêm đôi chân ngắn cũng lúc nào cũng nghịch ngợm, tái máy chạm hết thứ này lại sang món đồ khác, chúng có thể chơi cả ngày với những tảng băng mát rượi này. Với lợi thế có lớp lông dày và cực kỳ mịn, có thể giúp chúng khô ráo khi dưới nước, nên rái cá không hề bị lạnh đâu nhé. Nhìn chúng đùa nghịch với tảng băng ngay giữa mùa đông là đủ biết, với chú ta đây chỉ là một món đồ chơi mà thôi. Sau khi dành thời gian dài với hồ băng ở phía ngoài, anh chú đưa những chú rái cá vào trong, xả một bồn nước ấm để chú ta ngâm mình. Trông chú ta nhõng nhẽo ôm chặt lấy tay anh chú kia, là một tay bơi cừ khôi mà cứ như nhút nhát lắm không bằng. Ngay khi làm quen với nước thì khỏi phải nói, rái cá liên tục ngụp lặn trong làn nước ấm áp này mà không biết mệt. Rái cá cực kỳ thông minh với đôi tay linh hoạt, trông thấy anh chú tháo nắp cống phía dưới, chú ta bèn giữ chặt lấy, khả năng bắt trước thì rái cá chính là bậc thầy đấy nhé. Thế nhưng phải xả hết nước bẩn đi để còn tắm sang lượt tắm thứ hai chứ nhỉ. Nghịch nước luôn là một sở thích bất tận của rái cá. Chú ta có thể đầm mình suốt cả ngày, đùa giỡn với nước không biết mê mỏi, nhìn cả cơ thể ướt sũng của chú ta kìa, thế nhưng rái cá vẫn chưa muốn ra ngoài đâu. Nhưng thôi, giờ chơi đã hết, ra ngoài để tiếp tục một trò vui khác nhé. Miễn cưỡng cho chủ bế ra ngoài trong nối tiếc, rái cá nằm yên trong tay anh, để anh chủ lau chùi sạch sẽ khắp cơ thể của chú ta. Trông đôi mắt đen láy long lanh thật sự rất linh hoạt và thông minh, quả thật rái cá là một trong những loài động vật cực kỳ thông minh trên trái đất đấy. Được anh chú ôm ấp đầy ấm áp, chú ta dần đi vào giấc ngủ lúc nào không hay, đôi mắt từ từ khép lại. Nhưng chưa đến lúc ngủ đâu nhé, ngay khi vừa ngửi thấy mùi cá hồi, cả hai chú rái cá bắt đầu kêu inh ỏi. Đói lắm rồi phải không, ngay khi có cá hồi trong đĩa, một con hổ báo cáo chồn hơn ôm chặt cả đĩa mà không hề muốn chia sẻ. Trong nhà lúc nào cũng có một đứa muốn làm mẹ thiên hạ thế đấy, anh chú đành giúp chú còn lại đòi công bằng. Khiến cho chú rái cá giang lếch kia phẫn nộ vô cùng, lại còn tỏ vẻ giận dỗi đồ, giận thế thì không biết có ăn cá nữa không nhỉ. Ngay khi một đĩa cá hồi khác được bê lên, rái cá giang lếch đã quên mất cơn giận của mình, vui vẻ oánh chén món ngon trên đĩa. Trông cả hai chú ngồi trên bàn ăn cực kỳ điêu luyện, ăn uống ngon lành như con người đáng yêu chưa kia. Không ngoài dự tính, con rái cá giang lếch ăn uống nhanh hơn hẳn, vì thế, anh chú phải đứng canh, nó dương mắt tỏ vẻ cầu xin, anh đành chia sẻ thêm một miếng nhỏ nữa. Nhưng như thế vẫn chưa đủ, giang lếch nhăm nhe đến đĩa cá của chú rái cá hiền hơn, may mà có anh chủ đứng đấy, nếu không thì chỉ còn cái nịt. Đến khi cả hai đã ăn uống sạch tinh cả hai chiếc đĩa, giang lếch bắt đầu dở bài nài nỉ, dương đôi mắt to tròn đáng yêu. Chiêu thức này luôn có hiệu quả, anh chú không thể chịu đựng nổi, mà tiếp tục đi thái thêm mấy lát cá nữa cho cả hai. Ngay khi có được đĩa cá thì chú ta thay đổi thái độ hẳn, hai tay bốc hết cá nhồi vào miệng, trong khi chú hiền lành vẫn đang loay hoay ăn từng miếng một. Bạn nhìn xem, tốc độ ăn của chú giang lếch kia đi, gần hết cả đĩa rồi, mà chú hiền lành hậu đậu vẫn đang vật lộn với miếng cá trên tay, trông buồn cười quá đi mất. Không ngoài dự đoán của anh chú, vừa oánh chén xong đĩa của mình, giang lếch lao đến, may mà anh chú đã bế được đĩa cá lên cao. Giang lếch cay cú lắm, miếng ăn đúng là miếng tồi tàn mà, đứng trước miếng ăn là nó luôn nhấp nhổm không yên. Dưới sự bảo kê chắc chắn của anh chú, rái cá hiền lành cũng đã có thể ăn uống no say hết phần ăn của mình rồi. Lần này dù rằng chiếc rái cá giang lếch muốn giở trò này nỉ thêm một lần nữa nhưng bất thành. Anh chú phải cứng rắn, không thể nào để bị dụ dỗ bởi chiếc rái cá lắm chiêu này được, không khéo một ngày nó mang cả sổ đỏ đi cắm cũng nên ấy chứ. Các bạn nghĩ sao về chiếc pet cực kỳ đáng yêu và thông minh này? Tuyệt đối đừng để vẻ mặt dễ thương kia đánh lừa nhé, chúng lém lỉnh lắm đấy. Bạn có muốn xem nhiều video hơn về những chú bé tinh nghịch này không? Cùng chia sẻ xuống dưới phần bình luận nhé!
Cảm ơn các bạn đã theo dõi đến cuối video. Bún phở rất biết ơn về điều đó. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.